Đại Bò Tự Chiến trở lại video sáng hôm nay. Kính chào cô chú anh chị gần xa. Hôm nay là ngày 2 tháng 12 năm 2023. Bò mới về trại em gồm có 3 bê khá đông. Mời cô chú anh chị gần xa dự tính nuôi bò đánh đại em xem tham khảo, xem xét chuồng chốt bò, em xem nhà ship tận nơi cho anh chị. Giờ em quay riêng 3-4 con bò đứng phía rào. Bò bông bông liệt tầm tương tự với nhau luôn. Để em báo giá luôn rồi, chiều cao anh chị biết thì con số 1 đứng đầu tiên, con số 2, con số 3, con số 4 là 4 bò bông, hình bông râm rất là đẹp luôn, giá tiền rất là mềm luôn. Chiều cao của bò là 1m1, bò 1m1 anh chị, 1m1 ha, có con hơn 1m1 thì em mới còn 1m1 luôn ha. Chênh lệch phân nửa phân. 4 con bò này giá rất là mềm luôn, con số 1, con số 2, con số 3, con số 4 đem quay tổng thể nguyên hình từ phần cần phần đầu để anh chị xem. Đây, hình riêng vai rất là hở luôn anh chị, hình thẳng băng luôn ha. Đó, 4 con bò này đồng tương tự như nhau luôn, hình rất là đẹp luôn. 4 con bò này chiều cao của bò là 1m1, bò tháng tuổi của bò là 7 tháng ngoài anh chị. Đó, em phải xe nhà ship tận nơi cho anh chị nha. Bò rất là khỏe luôn anh chị, em bao không có lỗi gì ha, không có lỗi gì, không bao lỗi bao ship ha. Đó, em ship tận nơi cho anh chị là 100 cây. Đó, 4 con bò này giá là 17.800.000 một con, 17.800.000 một con. Hai chân trước gối nhượng thẳng anh chị. Đó, hai chân sau cũng vậy luôn ha, hình thẳng băng luôn ha. Lưng nách, bản đùi đóng dắt chưa thật là sâu. Đó, bản đùi ha. Em quay cho anh chị xem là cái bản đùi đó nè. Bản đùi là đóng vô rất là sâu luôn ha, hình thẳng băng, ghim dai hở, lông nhuyễn da mỏng nha anh chị. Đầu to mỏ cục ha, đầu cổ mặt mỏ rất là duyên dáng luôn. Đây, đầu con nào mấy như nhau luôn ha, đầu to mỏ cục, hình thù rất là đẹp luôn. Bò này không tạch lỗi gì nên anh chị, bò rất là khỏe luôn ha. Em bao ship tận nơi cho anh chị là 100 cây ha. 4 con bò này giá là 17.800.000 một con, em ship tận nơi cho anh chị. Chò chõm đứng thẳng băng luôn. Thằng ghim dai đó, thằng rất đẹp luôn. Địa chỉ của trại em là lộ 19 gần nhà thờ Dòng Dầu, nơi tỉnh Bến Tre, giáp ranh với Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long. Đó, anh chị có thời gian đến với trại xem, còn không điều kiện thời gian đến với trại khi mà anh chị chốt xong thì em sẽ tích sơn trên bản đồ mỗi một con số thứ tự riêng thì em giao tận nơi cho anh chị luôn. Quay riêng 4 con bò bông này anh chị, trong trại em giờ cũng còn bò bông mấy con kia lớn hơn nữa, bò lỡ, bò 9 tháng, 10 tháng, bò đen, đen xì lì có, trong trại em thì rất đông bò anh chị. Bò bi đen xì lì có, bông có, xám có, đủ màu sắc ha, hình rất là đẹp luôn. Buổi sáng hôm nay cũng chúc cô chú anh chị được nhiều sức khỏe, vạn sự như ý và làm ăn thành đạt, thành công trong công việc. Em xin cảm ơn.